Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Philatop. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Philatop cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Đạm thủy phân, sữa non, ly xin HCL, thimomodulin, yến xào, sữa ong chúa, đông trùng hạ thảo, nhung hương, vitamin C, kẽm gluconat, vitamin B1. Dạng bào chế siro Công dụng Giúp trẻ ăn ngon, ngủ ngon Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng hỗ trợ bồi bổ sức khỏe. Chỉ định Trẻ biếng ăn, chậm lớn, suy dinh dưỡng, tiêu hóa kém, mệt mỏi thường xuyên. Người vừa mới ốm dậy, suy nhược cơ thể, sức khỏe yếu kém, lao động nặng nhọc. Người miễn dịch yếu kém Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Trẻ em từ 6 tháng uống ngày 1 ống Người lớn uống ngày 4 đến 6 ống chống chỉ định. Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhà sản xuất Maniki Green Cross Deung Korea, Việt Nam Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn hiểu rõ hơn về Philatop, đồng thời biết cách sử dụng sản phẩm Philatop sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.